Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Wow, sát thủ thật ra Zik anh em ạ, mua gấu bông để gối đầu mà. Zik cho các bạn. Các bạn đã thấy được độ Zik của sát thủ chưa? Giá cả cũng chỉ bằng cái gối bình thường thôi mà. Cậu cứ nói thế các cháu hiểu nhá. Trời ơi, mua gấu bông để gối đầu, Zik thế còn gì nữa. Đây còn gấu bông của Minisu nữa nha bạn đấy. Gắt chưa? Ra cắt bụi đã mở à? Oh. Wow, 5 kim cương anh em ơi, hên vãi trưởng. Thế nên tôi được quả 5 kim cương này. Ơ mà sao bình thường tôi tưởng là chỉ ra được 2 kim cương chứ ông? Sẽ ra hẳn 5 kim cương không ạ? Tôi tưởng 2 kim cương chứ. Ra được 5 kim cương. Ui, có đúng rồi ông ơi. Chắc ông ơi, không lag, không lag. Đây này, thằng kia. À, lại đây em ơi, mày chạy à? Không ở đây, bạn ơi, đừng, bạn ơi. Nếu có cần bạn ơi, đừng. Đừng sát thủ ai, đừng. No, sát thủ ai, no. Ok bạn ơi. Đấy bạn ơi, mình bắn đã yếu rồi bạn ơi. Bạn thật rẻ tiền. Bạn đã cứu mạng của mình. No. Mình đã cứu bạn. Mình thấy quyết định đó thật là đúng đắn. Không, bạn thấy mình có đầy cây không bạn? Mình thấy cậu một giọt máu cậu mất. Bạn ơi, mình buồn quá đi. Tại sao bạn vẫn cay mạng của mình vậy? Bạn rẻ tiền. Đâu, mình cứu bạn thật cậu rẻ mà. Tiền, bạn cứu cheap money. No. Đây không gọi là cứu anh em ạ, mình bắn nó yếu máu rồi nhưng bạn thằng kia nó còn phải là sợ mình nữa. Nó chạy xung quanh cái hàng rào, tớ đang canh nó, sát thủ chạy qua ăn. Wow, gắt anh em ạ. Thế ghê rồi, bạn lại ăn nó đấy hả? Không có gì đâu. Bạn lại mạng đấy hả? Ăn mạng đấy hả? Lúc này bạn cái mạng của mình nha. Bạn chưa? Lúc này bạn cái mạng của mình nha, bạn chưa? Tại vì bạn cái mạng của mình nhá. Đây bạn ơi, mình không sợ nhá. Sợ gì chúng nó. Bởi vì là bạn cũng vừa cái mạng của mình mà. Mình nghĩ là mình không cần đâu bạn ơi. Mình không cần. Không cần bạn đâu. Wow. Sát thủ ơi đừng. Đừng sát thủ ơi. Wow, tí nữa két được anh em ạ. Hi. Cậu định làm cái trò gì đấy? Mình có làm gì đâu. Hãy dừng lại. Mình còn đang sợ chết đây này các bạn ơi. Wow. Pha cái gì vậy cậu? Sát thủ sợ mất 4x và cái kết tút đồ nhanh như trong chóng. Sao cậu lại so sánh mình với trong chóng vậy? Thật ra thì mình có 4x rồi. Đấy, cái đấy mình thừa thôi. Có đây có nào mọi người? Wow, một đích nữa bạn ơi. Tha hồ một đích nhá. Facebook của sát thủ tên là Phạm Hoàng Anh nha các bạn. Cổng trời nhá bạn ơi. Đây bạn đây luôn. Lên cổng trời luôn. Không lưng quá. Khủi vắng quá nhỉ, mấy người. Mình cũng thấy như vậy bạn ơi. Nó lại vắng quá cơ. Cậu còn nhiều đạn tiểu liên không? Sao bạn? Mình nhá, mình không có đạn tiểu liên, không có một băng nào. À đủ, cắn. Cậu chơi spy à? Trên này vắng quá, không có đồ. Wow, mời đang chơi phá bát với lại SK. Xin lỗi em một trễ, uầy không sao đâu em ơi. Anh lại còn lâu cơ em ơi. Anh lại hết pin anh nghỉ lại nhá. Anh vợ tại phòng anh không phải lỗi đại su mà là chị Tố không biết cách xin làm cơ lê nên su dùng biện pháp mạnh. Gắt. Gắt. Em ơi, các bạn này ngày nào hôm nào cũng vào kênh của tôi comment liên tục để xin anh vợ làm cơ lê không ạ? Gắt. Anh vợ làm cơ lê căng. Thế gắt rồi anh em ạ. Từ từ, tôi chạy xuống phía dưới cái đã. Đây. Có hết máu rồi. Bạn ơi, mình không cần đâu, mình chỉ cần cái bộ nâng giáp thôi bạn ơi. Okay, mình không cần máu đâu bạn ơi. Hi. Không, mình nghĩ bạn sẽ rẻ tiền. Không, mình không rẻ tiền hơn đi mà. Wow. Bạn đã hoàn lương rồi ư? Mình không thể tin nổi được. Con người rẻ tiền như bạn. À được, căng.
Thì một cái bạn là con người rẻ tiền nhưng không, bạn đã hoàn lương giữ thì không tin. Ra con vị chơi rẻ tiền. No. Buồn, mình không tin được anh em ạ. Lòng khi lòng tốt đặt sai chỗ. Mình buồn quá mà. Anh xin kẹo ơi, sao anh không like để bạn dùng sát thủ vậy? Bởi vì anh không thích em ơi. Hello không anh, ok, hello mọi người nha. Là để mặt số cao đây không? À. Bởi vì là anh không thích thôi. Ê, khu dân cư cũng không có người. Sao các không bạn? Quá. Mình có thấy ai đâu? Mình cũng không thấy. À đúng rồi em ơi, anh mới lập cái kênh mới chuyên về làm TikTok Free Fire, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhá. Mình có để cái kênh đó ở phần giới thiệu của kênh chính sẽ kéo ấy. Vắng quá, không thấy người đâu cả. Wow. Mình cũng chẳng thấy ai được các bạn ạ. Buồn ghê ta. Ui, bạn ơi, bạn làm gì vậy? Ui, bạn lại có mạng ư? No. No, no, sát thủ ơi, mình sẽ cứu bạn. No. À, no, 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 no. No, mình sẽ cứu no. bạn. No, bạn đâu rồi? Thằng nào có thằng. Bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi? Ui, bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi? Ui, bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi? Ui, bạn đâu rồi? Ok, ok. Ui, xong rồi bạn ơi, đây, mình cứu. Hi. Quá, bạn ơi. Wow, bạn Daka, bạn đã bắn được một mạng ở trong này. Bạn đi bạn. No. No bạn ơi. Đi bạn. No. No. Bạn thiếu cái gì giờ mình cho hết. No, mình không cần gì cả. Thực ra bây giờ mình cần một chiếc giáp giáp 3 của mình. Một phát nữa là bay. Mình giáp 3 còn mới đấy. Ờ. Cậu có thể cho người anh em thiện lành. Hử? Sao bạn? Kiếm tức là bạn muốn thì no, bạn tự đi mà kiếm. Giáp 3 mình không biết rồi. Đấy là chuyện của bạn. Hãy thương cho đứa con hoang này. Ơ mình tưởng là có một cái nâng giáp ở gần đây cơ mà. Chắc nó ăn rồi. Yeah. Quên nhiều đệ tử linh quá anh em ạ. Còn nào, sao đủ chưa nhỉ? À, mình sẽ rút thêm máu nhá. Ơ nhưng mà chút này không có tí máu anh em ơi. Cầu thiếu máu ở đây, đây mình ship cho. Không, không bạn ơi, mình có 4 túi cơ. Mình đang muốn kiếm thêm. Not cần. Thấy rồi. Mình kiếm thêm đầm tầm khoảng 6 túi. Mình thấy cậu mãi không tiêm máu thì chẳng. Đâu bạn, đã để dành bạn ạ. Thôi đây, hóa ra là tiêm máu phát. Tiếc rẻ thật mà ông. Mang tính ăn nấm mà. Túi máu ít nên là phải chơi tiếc rẻ kiểu vậy anh em ạ. Ra tính trước mặt nhá. Coi sĩ mà chẳng ngủ được, mỗi lần sĩ bắn là rung giật cả mình. Thế tắt rung đi em ơi. Ơ mày nhớ là cái này đâu có rung đâu. Sáu mươi á. Quá. Wow, tính nhá. Ơ. À, ui. Ui 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 bạn ơi. Hai đằng bên này, nhà Doraemon. Doraemon á? Phải. Nó dâng lên. Bên phải nào vậy? Nó dâng lên. Bên này à? Đây bên này. À ok ok Doraemon này. Cho một cái giảm thanh vào. Đây bạn đây. Đây bạn đây giảm thanh này. Ui giảm thanh này. Xanh mộ cho em. Mày định qua chơi bạn tao à? Bạn ở đâu? Mày qua chơi bạn tao. Ui bạn đây. Chết rồi, còn nữa bạn ơi. Ui, đậu xanh. Đậu xanh, chúng mày làm gì vậy? Xem một cái luôn. What the hell, làm gì mực căng này. Mình còn máu có đá bạn ơi. Gắt vậy ai chơi. Ác cái đậu xanh, chúng mày cứu nhau à? À, mày chạy. À, chạy hả mày. À, mày chạy hả mày. Đây, xế bạn ơi. Ui, xế. Wow, xế bạn ơi. Ui, mày chạy à? Nốc cho em ơi. Ok, xanh mộ luôn. Bạn chết chưa? Bạn nó sau tảng đá, ông ơi. Ok. Ui, ui, xanh mộ nha em. Đi đây. Ok. Xong rồi bạn ơi. Lên trên bạn này. Tình anh em, bền lâu. No, tình anh em not bền lâu. Cảm ơn bạn đã cứu mình. Wow, và bạn là miếng mồi để cho mình dụ thằng này chạy đến. Ơ, bạn dựng cả ấy cả. Gắt. Bắn gì vậy? Mình vừa bắn cái bạn dựng mìn ấy. Cậu lấy đồ gì không? Mình ship rồi. No, mình không cần đâu bạn ơi. Mình sẽ tự lên và mình lút đồ được bạn ơi. Mình không cần bạn ship đâu. Trên toàn đồ rẻ tiền đây. Nếu cậu kiếm máu thì... Đây, mình có một túi máu. Mình sẽ muốn kiếm thêm máu bạn ơi. Đấy, thế tí mình chia cho. Bạn chạy đây ăn nâng giáp ư? Wow. Đây, có nâng giáp đã tốt. Đây giờ chơi. Ở đây còn một cái hòm sắt anh nha, để con nào. Wow. Okay. Ôi, bạn ơi, bọn này trên này không có máu.
nghèo thế. Không có, đây, mình biết mà. Đây, thằng này qua mẹ. Có nhiều túi này, đây mình ship đâu. Wow. Đó. Bạn giả vờ. Giả vờ vẫn để cho mình chạy lên. Wow. Thì mình bảo trên đấy không có máu đâu nếu cậu lên. No, bạn giả vờ. No. Sâu xét anh em ạ. Đây vào trong này vắt rồi. Đây cu đi cu. Tí nhá. Ok ok. Lên xe luôn. Chạy bò luôn. Đây let's go nha em ơi. Đi bộ cho nó an toàn lắm ạ. Đi xe này xanh mộ chứ. Thế đây xe đi bộ. Đi ra vẫn an toàn hơn cái xe mua trần. Ồ, so sánh như quần què không ạ? Với cả an toàn hơn đi bộ nữa. Đã đi bộ tôi thấy an toàn hơn mà. Đây đổi qua motor chắc chạy anh em ơi, ngon. Đã ghê vậy. Wow các bạn ơi, let's go. Thế nào sát thủ ơi, đây bạn đây. Trước mặt của người luôn nhá. Trước mặt hướng là 60. Đây bạn đây. Đây bạn ơi. Đó một thằng bên dưới. Qua đây à? Cá đó. Ui xanh mộ. Đâm thẳng xuống. Ơ bạn ơi. Nó chết rồi bạn ơi. Đây lên xe mà chạy xuống này em. Bạn dốt thế. Đấy chạy xe xuống, đấy. Đấy đã tụt máu. Chạy thoải mái luôn, ông có rung giật thoải mái luôn. Ôi ra chúng đổ con này. Wow, rút thêm tiền máu anh em ơi. Yes. Wow. Mình có 6 tiền máu rồi. Đây bạn đây, let's go. Thính dưới nước, khó khăn quá, chắc là thôi. À bạn đây, thằng nào đang chạy kìa. Nó đang chạy bạn ơi. 1, 2, 10, 10, 2 đứa, cắn luôn. Cắn luôn bạn ơi, cắn thằng phía trên. Cắn thằng phía trên, okay, hay quá bạn nhỉ. Chết bạn ơi. Mày chết chưa vậy? Thằng phía dưới đã xong này. Mày chạy à? Wow, mày chạy à? Wow. Phía sau bạn ơi, cẩn thận nó bắn mình. Xong một kèo bạn ơi, Đang nhiều máu rồi, đang nhiều máu rồi. Uầy. Đơ nút. Ok. Đây, còn máu đã. Ok, đây bạn đây. Chạy bao nhanh. Đây bạn, let's go. Hey, đi. Đây. Vòng bo này anh em ơi. À từ. Quay lại lút đồ cho nó cái đã. Lút được mà không? Chúng nó sấy thôi. Ok. Lút đồ có đã làm gì mà căng. Chạy ngỡ bò là lút đồ cái địch anh em ạ. Một đứa ngay phía dưới mà. Đâu? Sao này? Đâu nhỉ? Sao nó ngay phía trên à? Đây bạn. Bố kéo đây. Ok. Lên xe luôn bạn này. Bông keo mình sẽ lượm thêm bông keo này. Ok. Đạn súng trường hơi nhiều anh em ạ. Vứt bớt đi. Đã chết bò đây. Bạn ơi. Chết làm sao được không? Chết làm sao được hả bạn? Tết go anh em ơi. Hẹo rồi. Hẹo thế nào? Tính toán cả rồi ông ơi. Có máu không bạn ơi? Wow, bạn có thể cho mình ăn được không? Hi. Mình lên giáp chúng đổ cái. Mình cũng vậy. Hi. Wow, cậu thật rẻ tiền. Bạn rẻ tiền thì có. Hi. Cậu thật rẻ tiền, ok. Hi. Mình đâu có rẻ tiền, mình cũng muốn lên giáp chúng đổ cho mà bạn. Anh em. Hãy nói đi bạn, chúng ta là tình nghĩa anh em mà. Tại sao chỉ vì một bộ sửa chữa giáp? Bạn làm gì vậy? Thế là wow. Được cái xe chạy ngon, yên tâm. Đi bạn ơi. 5 tháng nữa, tâm 1 rồi bạn ơi. Trước khi nó có phóng liệu bạn ơi. Đâu, mình đã có giáp chúng nổ, mình không sợ. Hi. Lắm, bạn có thể cho mình dừng lại rút thêm máu được không? Mình có 2 tiếng máu thôi. Hãy quay lại đi, người anh em. No, còn 5 đứa cơ mà. Chạy dìa bò xem thằng nào. Quay lại bạn ơi. Lách. Có thể ai đâu? Không thì chạy. Wow. Không có ai cả anh em ạ. Đây vẫn đang để ý này. Đây. Đâu bạn? Đâm cho nó. Tông cho nó. Uầy, tông cho nó anh em ơi, wow. Ôi bạn đây, phóng liệu này. Phóng liệu này bạn đây, wow. Nó tự sát bạn ơi. Càng nhà bạn, nó tự sát bạn ơi. Uầy, bạn đây. Cứu, dùng bóng keo. Ok. Ngay bạn thẳng trước bạn này ông ơi. Thấy không? Đây, chắc nó đang đẩy quá ấy. Đây, nó đang đẩy qua ông ơi. Thằng này đẩy qua mà niềm tin và hy vọng à. Đẩy làm sao được. Mình có 2 đứa mà nó đang đẩy qua ông ơi. Ở ngay phía 300 ông ơi, 300 ông ơi. 300 này ông ơi. Mày định để qua à? Thế thì sai lầm rồi nha em. Sai lầm rồi nha em ơi. Để qua với team của anh là một sai lầm nhá. Được nhá, cẩn thận nhá. Máu đó. Ở
chào bạn ơi. Ok bạn ơi, đã xong. Đâu, thằng có yes. Xong gì vậy? Wow, xong bạn ơi, mình vừa kiếm được một mạng rồi. Đây để xem nào, để xem nào, để xem nào. Rút thêm máu con đã đây. Wow, chạy bo chạy bo anh em ơi. Wow, nhân giống gì cả. What the hell? Bạn ơi, tại sao vậy? No, bạn ăn mạng cuối, bạn không hỏi mình. No, bạn ăn mạng cuối. No. Mình sâu xét. No, mình sâu xét bạn ơi. No, no, mình sâu xét. No, bạn 9 kill, bạn lại nhiều kill hơn mình rồi. Mình am sâu xét bạn ơi. No, chiu chiu. Ok. Nhưng mà trận này là mình nhận được quà là nhận được hẳn 5 kim cương, không hiểu tại sao. Kiểu là lạ lạ anh em ạ. Hẳn 5 kim cương ở trong hộp quà đấy. Ừ, hay là mới fix lại nhỉ? Chắc thế bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.